gầm cao 5 chỗ anh em, kiểu dáng rất là đẹp nha, biển Sài Gòn luôn, mà lanh quanh 400 thôi. Anh em tham khảo thử con xe này nha, MGZS nha anh em. Đó, MGZS phiên bản STD, sản xuất vào năm 2020 ha. Con xe còn rất đẹp anh em, 2020 tới bây giờ mà lăn bánh mới chỉ có 17.000 cây thôi. Con này chỉ lanh quanh 400 thôi nha anh em. Đó, chính xác luôn nha, 416 nha anh em. Và đặc biệt là hiện tại anh em nào thiện chí lấy con xe này, em sẽ giảm thẳng cho anh em 20 luôn nha. Đó, còn lại là 396 nha anh em. Đó, em sẽ báo giá chi tiết cho anh em luôn ha. 396 cho con xe này, MGZS, sản xuất vào năm 2020, lăn bánh 17.000 cây. Con này xe nhập nha anh em, máy 1.5, hợp cho tự động luôn ha. Đó, bây giờ thì em sẽ mời anh em đi xem sơ một vòng với em ha. Đèn đốm này kia còn rất đẹp nha anh em, màu đỏ luôn. Đó, mâm lốp nè, zin theo xe nha, lốp đốp là 2020. Con này thì đăng kiểm còn tới tháng 6 năm 2025 luôn nè anh em. Đó, 396 thôi, anh em có thể sở hữu được một con xe 5 chỗ gầm cao ha. Phân khúc của nó là Mazda CX-5 nha anh em, Honda CR-V phiên bản cũ ha, bản 5 chỗ. Nhưng mà kiểu dáng con này rất là thể thao và đặc biệt là chi phí khá hợp lý anh em. Đó, 390 mấy thôi. Nhưng mà con này thì em vẫn có hỗ trợ cho anh em trả góp nha. 396 thì anh em chuẩn bị dùm em loanh quanh khoảng 100 mấy, 200 là mình nhận xe ha. Có khi là chưa tới 200 luôn anh em. Đó, tùy theo cái điều kiện vay của anh em ha. Và tùy theo cái khu vực của anh em nữa. Nè, MGZS nha anh em. Con này thì thương hiệu mới nha. Và đặc biệt là con này thì bảo hành tới 5 năm luôn. Tới 2025 mới hết bảo hành nha. Cốp sau còn cực kỳ rộng nè anh em. Đó, cho anh em xem cái bánh xe cua luôn nha. Nè, MG che chắn rất kỹ nha. Đó, bánh xe cua còn cực kỳ mới luôn. Để lâu ngày nó cũ thôi anh em. Đó, chứ thật sự là bánh xe cua rất là mới nha. Máy 1.5 tiêu hao nhiên liệu từ khoảng 6.4 lít khoảng 7.5 lít 57 thôi. Rất đẹp nha. Và hiện tại thì trên toàn quốc có khoảng 20-30 đại lý trên toàn quốc anh em. Cho nên là anh em không cần phải lăn tăn về vấn đề bảo dưỡng bảo trì ha. Con này bảo trì cũng khá rẻ anh em. Đó, rẻ hơn những dòng xe khác ha. Bảo hành dài nữa. Và đặc biệt là sắp tới MG sẽ có rất là nhiều dòng xe ở Việt Nam nha anh em. Đó, cho anh em xem cái phần nội thất nè. Hàng ghế sau rất đẹp nha, trang bị ghế da nè, đen nha, pha với màu đỏ, rất là thể thao ha. Đó, phía dưới thì có lót sàn sẵn cho anh em hết luôn. Xe còn cực kỳ đẹp nha anh em, 300 mấy thôi. Đó, anh em nào thiện chí thì cứ lên xem xe đi, mình có thể đem xe vào hãng test thoải mái nha. Cho anh em xem cái phần ghế tài nè. Đó, rất đẹp nha, vô lăng nè anh em. Và đặc biệt là ô đô của nó chỉ mới có 17.000 cây thôi, đẹp lắm anh em. Anh em nào mua con xe này đi gia đình cũng khá hợp lý ha, chi phí rẻ nữa. Nè, cho anh em ô đô nè. Đó, chuẩn luôn nha, 17.405 cây. Bánh đồng hồ cũng rất mới ha. Xe số tự động đàng hoàng nha anh em, xe nhập luôn. Đó, 396 thôi, em nhắc lại nha. Hôm trước là em chào con này là 416 nha anh em. Nhưng mà hiện tại thời điểm này cận Tết rồi, anh em nào thiện chí thì lấy xe này trước Tết đi. Em sẽ giảm thẳng trong video này là 20 nha. Còn lại là 396. Đó, vẫn có hỗ trợ cho anh em trả góp luôn. Nhưng mà nếu như mà anh em có nhu cầu mua trả góp á, thì anh em tranh thủ giùm em ha, để em có thời gian em sang tên cho anh em trước Tết. Rồi, ngoài ra thì chất lượng xe em sẽ cam kết cho anh em nha, không cấn đụng, không ngập nước nè. Và nếu như anh em ưng, anh em cứ đem xe vào hãng test bình thường nha anh em. Đó. Rồi, ngoài ra thì em sẽ có thu mua trao đổi tất cả các dòng xe nha. Anh em nào có xe đẹp, xe ít km bảo hành dài thì anh em cứ giới thiệu cho em ha. Em sẽ thu mua trao đổi bù trừ cho anh em luôn. Đó, 5 chỗ gầm cao thì em có một sự lựa chọn khác cho anh em nè. Đó, Honda CR-V cho anh em. Con này cũng siêu cộp luôn nè. Con này 2013 bản 2.4 mà lăn bánh đúng 73.000 cây ha, bảo dưỡng full sửa hãng luôn. Con này thì cao hơn con MG chút xíu và không được hỗ trợ ngân hàng nha anh em. Đó là 2013 thì em có không có hỗ trợ cho anh em ngân hàng được. Và con này thì chính xác là 476 nha, màu trắng, biển Sài Gòn, lăn bánh 73.000 cây. Phơm này là phơm 5 chỗ gầm cao giống như con MGZS luôn, nhưng mà chi phí nó cao hơn ha. Đó, anh em nào quan tâm hai con xe này thì cứ lên lại comment cho em ha, hoặc là mình sắp xếp mình lên xem xe thực tế. Tất cả các xe đẹp đều có cam kết cho anh em ha, không cấn đụng, không gặp nước. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha.